Hatsa xin kính chào quý khách. Bữa nay thì shop Hatsa 2 tiếp tục vui những bao hàng quả ốc chó mới Halay mới về cho các quý vị các bạn tiếp tục theo dõi và chứng kiến nhé. Có rất nhiều khách hàng thắc mắc về các cái nguồn gốc xuất xứ của quả ốc chó khi mà dùng để sử dụng, thì hôm nay là shop sẽ cho khách tận mắt chứng kiến những cái bao quả ốc chó mới của khách về như thế này nhé. Và bây giờ shop sẽ khui trực tiếp cho các bạn coi cái bao ốc chó mới tiếp nha các bạn, cho khách được nhìn gọi là mắt thấy tai nghe. Những sản phẩm của shop bán đều là hàng của Mỹ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và một trong những thương hiệu mà shop tin dùng nhất đó là thương hiệu sản phẩm ốc chó Halay của Mỹ, thương hiệu Gold River. Đây là một trong những cái thương hiệu ốc chó nổi tiếng của Mỹ. Đây là một trong những hãng là họ được những quả ốc chó ở những hãng này là được tuyển chọn rất là kỹ, hàng khá là chất lượng, đảm bảo quả to đều và rất là chắc mẩy, hàng lại mới nữa. Vì vậy cho nên là shop rất là ưu tiên sử dụng hàng của Gold River. Bây giờ thì shop sẽ khui, tiếp tục khui cho quý khách coi nhé. Dùng sản phẩm mà mình biết được cái nguồn gốc xuất xứ của nó thì mình dùng mình sẽ cảm thấy rất là yên tâm. Chứ bây giờ sản phẩm trên thị trường rất là nhiều sản phẩm và nguồn gốc không rõ ràng sẽ gây ra những cái gọi là không an tâm cho cái người sử dụng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Quả ốc chó thì rất là có rất là nhiều dinh dưỡng, nhưng mà các bạn phải dùng sao cho ốc chó là đúng nguồn gốc xuất xứ, và quả ốc chó không có hề bất kỳ quả ốc chó của Mỹ bên shop nhập á là không hề có bất kỳ chất bảo quản nào cả, và cũng không hề có hóa chất gì hết. Ăn cho sẽ giúp cho quý khách dùng á sẽ an toàn, đảm bảo tuyệt đối cho quý khách, nhất là những cái khách hàng của shop chủ yếu là các bà bầu. Vì vậy cho nên là quý khách nên dùng những cái sản phẩm như vậy thì sẽ an toàn cho cả mẹ và bé nhé. Các quý vị coi trực tiếp này, các cái quả ốc chó của shop á thì rất là đều, quả size rất là đều, và size của shop nhập khi nào cũng là size jumbo, size lớn nhất trong giờ tất cả các dòng size của quả ốc chó. Các bạn nhìn nhé, đây là size jumbo này. Quả ốc chó là quả ốc chó Chandler, quả ốc chó này là Halay. Mùa trước shop mới bán Chandler, còn mùa này là shop sẽ ưu tiên sử dụng hàng của Halay, bởi vì Halay mùa này là mùa mới, hàng rất là ngon và mới. Ba quả ốc chó là thương hiệu ốc chó là của hãng Gold River nhé các bạn nhé. Bao này bao 25 kg, và shop thường là chiết ra thành những cái túi quả ốc chó nhỏ 500g để cho quý khách hàng để sử dụng. Bao ốc chó mà khi mà shop chiết ra thành 500g nó sẽ như thế này này các bạn này, rất là tiện cho quý khách hàng sử dụng và bảo quản nhé. Bây giờ shop sẽ tách một số quả ốc chó cho quý khách coi tiếp nhé. Nào bây giờ các bạn có thể coi mình sử dụng kìm tách quả ốc chó. Thực ra tách thì tách bằng như thế này á, hình thức như thế này thì nó không được đẹp nhưng mà cũng rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần cầm quả ốc chó để như thế này và chúng ta giữ cố định, sau đó chúng ta bóp một lực nhẹ là quả ốc chó đã vỡ ra rồi nhé. Tách ra khá là dễ dàng. Và các bạn nhìn thấy nè, đó, quả ốc chó tách ra sẽ nhìn thấy, các bạn sẽ thấy không, cái màu rất là mới, quả ốc chó vàng. Và nếu mà quả ốc chó này là mà hơi dầu á thì sẽ có màu sẽ bị đục và sẽ bị ẩm dầu,
Còn quả óc chó mà mới thì bao giờ nhìn sẽ rất là khô, ráo và nhân, các bạn thấy không, vàng. Cũng khá là rất là ngon. Nhưng mà cái dòng Halay của mình, đặc biệt là mình xin nói với các quý khách trước giờ đã dùng dòng Chandler quen á, thì khi tách ra các bạn sẽ nói là tại sao nhìn cái nhân của dòng Halay nó đợt này nó không có được đẹp, được nhìn không được đẹp và ngon như là cái dòng Chandler. Nhưng mà thực ra khi mà nếu mà quý khách nào mà là những cái người mà mình đã ăn óc chó sành rồi á, thì khi mà mình tách ra và mình ăn thử là mình sẽ thấy được ngay cái sự khác biệt giữa dòng Halay và dòng Chandler nhé. Dòng Halay á, thì ăn khi nào cũng có vị đậm hơn, đậm đà hơn và thơm mùi óc chó hơn là dòng Chandler. Dòng Chandler thì được cái là tách ra thì đẹp, nhưng mà khi mà nếu mà mình ăn mình cảm nhận thì nó sẽ có vị là không đậm đà bằng và không có thơm cái mùi óc chó bằng cái dòng Halay này. Rồi quý khách quý khách sẽ tiếp tục xem mình sẽ tách thêm một quả óc chó nữa nhé. To quả óc chó, quả óc chó là thấy không, quả rất to, là to đều, tất cả đều giống nhau, tất cả các size là mình đều bán là size jumbo hết, size lớn nhất. Rồi mình tiếp tục mình tách thêm trái nữa cho các bạn coi nhé. Tách cũng khá là dễ dàng nhé các bạn. Nên các bạn thấy không? Nhân quả óc chó rất là to, mẩy, ăn rất là béo, thơm, hàng mới, ngon. Sếp đang live stream chút nữa, sếp báo giá, inbox báo giá nha. Rồi hiện tại bây giờ thì shop đang khui hàng và cho các quý khách coi trực tiếp. Và nếu mà quý khách nào mà muốn quan tâm đặt hàng và cần tư vấn thì hãy inbox trực tiếp cho shop nhé. Rồi shop sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn đặt hàng nhé. Rồi tất cả các quý khách nào mà muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0901 444 235 hoặc là inbox trực tiếp cho shop nhé. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn nhé.